Thưa quý vị, câu chuyện sợ trách nhiệm đã được nói đến nhiều lần, nhiều năm. Nhưng có lẽ chưa khi nào chuyện sợ sai, sợ trách nhiệm lại xuất hiện nhiều trên khắp các diễn đàn như thời gian gần đây. Xuất hiện nhiều bởi hiện tượng này không chỉ diễn ra đơn lẻ, mà là câu chuyện diễn ra ở nhiều địa phương, bộ ngành. Vấn đề này trong tuần lại tiếp tục nóng hơn khi tại các cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm Chủ nhật tuần trước và tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính hôm thứ Tư vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đều có chung một yêu cầu là chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Người đứng đầu Chính phủ cũng vừa ban hành công điện về chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, cho thấy đây là vấn đề đáng báo động, cấp bách và thực tiễn đang đặt ra. Một thí dụ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của đất nước. Một thành phố được xem là năng động, luôn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và phát triển. Thế nhưng quý 1 vừa qua, tăng trưởng kinh tế của thành phố chỉ đạt 0,7%, xếp thứ 56 trên 63 địa phương. Tổng sản phẩm trên địa bàn lần đầu tiên thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng chỉ đạt 4%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2022 xếp thứ 27 trên 63. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI năm 2022 nằm ở mức trung bình thấp với hơn 41 điểm. Nhiều điểm nghẽn khiến kinh tế của thành phố gặp khó, trong đó có tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức là nguyên nhân làm kìm hãm sự phát triển của thành phố. Thậm chí, ngay cả những việc thuộc thẩm quyền cũng phải đi hỏi ý kiến của cấp trên. Chúng ta đang có một cái vấn đề rất lớn, cái tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, sợ sệt, sợ trách nhiệm, chờ đợi hướng dẫn, dẫn đến chưa chủ động và sáng tạo quyết liệt trong các cái thực thi các cái nhiệm vụ. Riêng cái văn bản mà thành phố hỏi Bộ Kế hoạch Đầu tư trong năm 2022 là 584 văn bản. Và chúng tôi đã phải trả lời 604 văn bản về để giải thích những vấn đề mà hầu hết tất cả các vấn đề các ông chí hỏi đều thuộc thẩm quyền thành phố. Đấy là một cái rất là vô lý. Chúng tôi một ngày phải trả lời cho thành phố 2 văn bản. Thế cái này đã phân công phân cấp rồi, thế cái này cũng là một cái nút thắt rất lớn. Thật sự các ông chí là rất đáng lo ngại. Đó là có thật, không giấu giếm, nhưng mà phải nói với anh em rằng cái nào ra cái đó. Nhiều người tốt để cho người ta hành quân, còn bộ phận nào yếu kém, bộ phận nào tư tưởng chưa ổn, e dè, thiếu sức chiến đấu, thiếu trách nhiệm, cầu an, vân vân như các đồng chí nói, thì phải kiểm tra, giám sát và xử lý. Vâng, thưa hai vị khách, cái câu chuyện ở Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi chỉ là một thí dụ và đáng tiếc đây không phải là một cái trường hợp đơn lẻ. Thực tế thì Đại hội 13 lần đầu tiên Đảng đã đặt ra một cái yêu cầu, đó là khuyến khích cán bộ công chức đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng mà thực tế dường như là mọi thứ lại đang có vẻ như đi ngược lại. Đó là trong cái đội ngũ cán bộ công chức đang có cái xu hướng xuất hiện 3 không: không dám làm, không dám nói hoặc là làm việc rất là cầm chừng. Vậy thì ý kiến của các ông như thế nào về thực trạng này, thưa ông Đào? Có thể nói hiện tượng mà chúng tôi vừa nhắc đến ấy, nó xảy ra không chỉ ở một địa phương, ở một bộ ngành nào đấy, mà tôi cho rằng nó là một hiện tượng hình như nó phổ biến khắp nơi, đặc biệt phổ biến trong cái bộ máy công quyền quản lý nhà nước từ cấp cơ sở đến cấp trung ương. Thì đây là một câu chuyện mà có lẽ cần phải nghiêm túc đánh giá và đi tìm nguyên nhân cơ bản của nó. Tại sao cán bộ lại như thế? Thì cái đầu tiên tôi muốn nói và muốn tiếp cận vấn đề đấy chính là hiện tượng này xảy ra trong cái bối cảnh chúng ta đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống tham nhũng, phòng chống tiêu cực. Thì đây cũng là một vấn đề mà cần phải bàn. Liệu có phải nó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ chúng ta là gọi là bỗng nhiên co cụm lại, bỗng nhiên e dè, bỗng nhiên sợ trách nhiệm, phải chăng nó là nguyên nhân cơ bản hay là nguyên nhân khác? Thì tôi cho rằng cần phải đánh giá một cách đầy đủ để tìm ra thật sự cái nguyên nhân tại sao mà chúng ta đang đối mặt với một tình trạng mà có, tôi cho rằng nó là tình trạng dẫn đến một hệ lụy hết sức là to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay.
Dạ vâng, đó là ý kiến của ông Đào ạ. Thế còn ông Ninh, ý kiến của ông như thế nào về cái thực trạng một bộ phận cán bộ công chức sợ sai, chịu trách nhiệm như là dư luận đang phản ánh hiện nay ạ? Tôi rất là đồng tình với cái quan điểm, ý kiến của anh Đào. Thì cái tình trạng này theo tôi là có. Trên thực tế hiện nay thì một số cán bộ công chức viên chức thì còn có chuyện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Hai nữa là không dám làm, không dám đề xuất, kể cả quyết định những vấn đề và thuộc thẩm quyền trách nhiệm của mình. Ở đây thì có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng tôi cho rằng cái nguyên nhân mà chủ yếu đó là một bộ phận cán bộ công chức là còn, và trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu chưa tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó thì là một số còn có năng lực, trình độ còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Cái mặt khác tôi cho rằng là hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay còn có nhiều bất cập, chưa phù hợp với hình thực tiễn. Cái chế độ chính sách, về cái chính sách thì hiện nay là còn thiếu đồng bộ, cũng còn có những cái mâu thuẫn chưa thống nhất. Do vậy là trong cái quá trình thực hiện nó phát sinh những vấn đề mà nó phát sinh những cái vấn đề mà còn gặp khó khăn và chưa giải quyết được. Vì vậy nó cũng làm cho cái đội ngũ cán bộ công chức là có cái e dè để mà khi triển khai thực hiện. Thì vừa qua thì Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 14 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi chung. Thì dư luận xã hội đánh giá đồng tình rất cao về cái chủ trương này, rất là đúng đắn, kịp thời để phát huy được cái tiềm năng và cái thế mạnh của mỗi cán bộ công chức để phát huy điểm này. Thì vừa qua thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết liệt chỉ đạo để thể chế hóa cái nhiệm vụ này, để phát huy tối đa được cái bản lĩnh, cái tiềm năng trong mỗi cán bộ công chức để phát triển đất nước. Dạ vâng, thưa ông Đào, có ý kiến tâm sự rằng là thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử, để thấy rằng là mọi người, một trong những cái lý do khiến cho mọi người không dám làm, không dám quyết định, đó là những cái rủi ro. Ông nghĩ sao về cái ý kiến như thế này ạ? Thực ra tôi nghĩ bộ máy chúng ta được thành lập từ năm 1945 và chúng ta đang phát triển, chúng ta đang dần ổn định. Thì cái gọi là những hiện tượng mà vừa rồi xảy ra, và thậm chí tôi cho rằng là một hiện tượng cần bàn như hôm nay ấy, đánh chính là họ đưa ra cái sự so sánh giữa hai cái hình thức mà họ phải đối mặt, hoặc là kỷ luật nội bộ hoặc là vòng lao lý, và họ chọn hình thức là kỷ luật nội bộ còn hơn là phải vướng vào lao lý. Tôi cho rằng đây là vẫn có vấn đề. Với tư cách là người đã nghiên cứu rất nhiều năm về cái đạo đức công vụ và phẩm chất công vụ công chức ấy, thì tôi cho rằng, không biết có đúng hay không, nhưng mà tôi khẳng định một điều là cán bộ chúng ta đang đối mặt với ba cái thứ thiếu. Thứ nhất đó là thiếu bản lĩnh chính trị, cái mà chúng ta rất cần hiện nay đẩy mạnh, và làm sao cho cái bản lĩnh chính trị của cán bộ thực sự nó là chuẩn chỉ. Thứ hai là kiến thức và trí tuệ, và thứ ba đó chính là cái đạo đức công vụ. Ba cái này tôi cho rằng chưa đủ, dẫn đến tình trạng một số cán bộ như chúng ta nói là có tật giật mình, nhiều khi đã khuyết tật rồi, và bây giờ đúng là lúc mà chúng ta đấu tranh chống những khuyết tật ấy thì họ bắt đầu co cụm lại, e dè, và do vậy họ không dám làm bất cứ cái gì nữa. Thứ hai, vì thiếu những kiến thức, đặc biệt là kiến thức quản lý nhà nước, rồi kiến thức chung về pháp luật, thì họ không biết cái nào là đúng và cái nào là sai. Tôi nghĩ nếu biết đúng thì làm sao lại sợ sai? Chỉ có biết là không biết đúng hay sai cho nên sợ sai. Thì tôi nói đến vấn đề liên quan đến cái gọi là trình độ, trí tuệ và kiến thức nói chung của cán bộ công chức chúng ta. Và cái thứ ba đấy thì tôi cho rằng đó là đạo đức công vụ. Nhiều khi họ vào bộ máy công quyền chỉ vì cái mưu sinh chăng, cho nên họ rất sợ cái này cái kia. Nhưng nếu họ đặt mục tiêu họ vào bộ máy công quyền để phục vụ đảng, nhà nước, nhân dân, thì tôi nghĩ là họ phải làm. Cái sai của họ ở đây có thể được chia sẻ, bởi vì họ chưa thấu đáo chăng những kiến thức, hoặc chúng ta chưa bồi dưỡng đầy đủ cho họ chăng. Nhưng mà chúng ta yêu cầu họ phải làm, quyết tâm làm, và đừng để họ phải đứng trước tình trạng lựa chọn và an toàn, bảo vệ cái an toàn nhất cho bản thân và quên mất cái nhiệm vụ cơ bản mình chính là cán bộ công chức, là người mà đảng tin cậy và hy vọng rằng là những công cụ để bảo vệ chế độ và phục vụ nhân dân. Tôi nghĩ là như thế.
Vâng, hệ thống pháp luật của chúng ta thì cũng đã và đang ngày một hoàn thiện. Tuy nhiên, nhìn lại những cái vụ việc sai phạm tiêu cực vừa qua đã được đưa ra xử lý ấy, thì cho thấy rằng là có những cái vụ việc mà xảy ra ở một cái diện rất là rộng, phạm vi rất là rộng. Và nhiều người nói rằng đó là những cái sai phạm có tính hệ thống và cái lỗi thì là do cơ chế. Ý kiến của ông như thế nào? Thực ra khái niệm gọi là lỗi hệ thống thì tôi không đồng ý. Thì thế nào là lỗi hệ thống? Hệ thống gì? Hệ thống chính trị và chế độ chúng ta chả có lỗi gì cả. Đúng không? Chỉ có vấn đề là những con người cụ thể trong bộ máy công quyền chúng ta có lỗi thôi. Và cái tính phổ quát của cái lỗi này. Ví dụ tôi lấy cái lỗi gọi là tham nhũng vặt. Nó xảy ra khắp nơi. Và người ta nhìn vào giống như một cái hệ thống tiêu cực trong bộ máy công quyền. Còn nói dưới góc độ pháp luật thì tôi thừa nhận rằng về nguyên tắc chung luật bao giờ cũng đi sau chứ ít khi đi trước được cái cuộc sống xã hội. Sự vận động của cuộc sống kinh tế xã hội nó đòi hỏi rất nhiều cái nỗ lực chúng ta để bám sát cái thực tiễn, để xây dựng cái hệ thống các quy phạm pháp luật cho phù hợp. Thì tôi thừa nhận điều này. Nhưng rồi chúng ta đã từng cố gắng và đang cố gắng để chỉnh sửa những cái gì bất cập trong hệ thống pháp luật chúng ta. Và chủ quan mà nói thì tôi nghĩ rằng pháp luật chúng ta về cơ bản là một hành lang pháp lý rất an toàn cho hoạt động công vụ công chức. Không có gì sai. Chỉ có điều có những cái vướng, tôi đồng ý. Tôi lấy ví dụ vướng như thế này. Vướng về một số luật doanh nghiệp với luật đất đai. Rồi vướng luật về tổ chức cán bộ với cái luật dân sự hay là luật hình sự vân vân. Thì vừa rồi tôi lấy một ví dụ điển hình, ví dụ như vừa rồi ngày 3 tháng 4 vừa rồi ấy, thì chính phủ có ban hành cái nghị định số 10 để thay thế hay sửa đổi bổ sung một số nghị định khác liên quan đến cái hướng dẫn thi hành luật đất đai. Thì tôi nghĩ đây là một nghị định mà đã sửa những cái vướng nhất mà chúng ta đối mặt. Cái này thì các bạn có thể tham khảo cụ thể. Điều này khẳng định một điều là chúng ta đang rất nỗ lực, Quốc hội nỗ lực, các cơ quan của nhà nước, của chính phủ nỗ lực để tháo gỡ vướng mắc. Và hy vọng rằng đừng có nghĩ rằng do vì vướng thế này mà rồi cán bộ chúng ta buông bỏ cái trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ đây không phải lý do cơ bản. Nếu như một cán bộ công chức mà dám làm như anh Ninh Hoạn, đúng không ạ? Hay là tôi nói là quyết tâm làm. Đây là lúc cán bộ họ không trục lợi cá nhân. Họ không tư lợi. Họ không sử dụng cái công quyền của họ để trục lợi cá nhân, để bảo vệ lợi ích cho mình và gia đình mình, thì tôi nghĩ không ai lên án. Mà nhân dân sẽ chia sẻ. Sẽ chia sẻ những khó khăn của họ trong cái gọi là những khiếm khuyết mà con người có thể là không một lúc mà hoàn thiện được. Tôi khẳng định rất nhiều cán bộ công chức là nhân vô thập toàn. Nhưng mà nếu anh vì đảng, vì nhà nước, vì nhân dân, đừng trục lợi cá nhân, thì tôi nghĩ chả ai có thể lại tính đến cái việc là lỗi nghiêm trọng từ phía anh. Và lại đấy chính là nguyên nhân để rồi họ nhận diện được anh thiếu cái gì để đảng, nhà nước tăng cường bồi dưỡng, đáp ứng lại được cái gọi là những cơ sở vật chất tối thiểu cho anh để phục vụ công vụ công chức. Đấy là tôi nghĩ cái nó hết sức rõ ràng chứ không thể cứ vòng vo mãi để giải thích những nguyên nhân cơ bản. Vừa rồi rất nhiều những cái vụ mà tôi thấy có những tình tiết giảm nhẹ khi xử. Thì lúc đầu khung hình phạt nếu như cái tội danh ấy thì rất là lớn, có thể thậm chí 10-15 năm. Nhưng giảm, tòa án, cái hệ thống pháp luật của chúng ta nhận diện được cái một trong những cái nguyên nhân dẫn đến sai phạm không phải là vì tư lợi. Tôi lấy ví dụ như ông Tuấn vừa rồi, bệnh viện tim chẳng hạn. Thì hiện nay khung hình phạt giảm xuống còn có 3 năm. Để cho thấy rất nhiều những tình tiết giảm nhẹ khi chúng ta nhận diện được cái động cơ sai phạm. Và tôi cho rằng trục lợi vì cá nhân, vì sự cám dỗ của đồng tiền mà không có bản lĩnh vượt qua thì chắc chắn cái đó chúng ta lên án. Chứ chúng ta hết sức chia sẻ và tôi hy vọng là Bộ Nội vụ sẽ sớm ban hành cái nghị định để làm khuyến khích và động viên cán bộ công chức chúng ta. Hãy dừng lại cái khuyết tật mà nhân dân thấy rất là quan ngại khi mà anh không còn nỗ lực phục vụ, khi mà e dè, khi mà không dám, khi sợ trách nhiệm. Thì đấy chính là cái chúng ta cần bàn hôm nay. Dạ vâng, thưa ông Ninh ạ, đúng như là ông Đào chia sẻ thì vừa rồi thì ở những cái vụ xét xử vừa rồi thì cũng cho thấy rằng là
cái hệ thống pháp luật của chúng ta đã đang rất là hoàn thiện và cũng hướng đến cái nhân văn trong xử lý những cái sai phạm của cán bộ công chức. Và có một số những cái người mà làm việc trong những cái vị trí nhạy cảm, cho nên là người ta sợ sai, sợ trách nhiệm, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một lý do rất là chính đáng. Tuy nhiên, trên thực tế đang xuất hiện một cái thực trạng, đó là một bộ phận cán bộ công chức đến cả làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình cũng không làm. Họ phải co cụm lại. Thì theo ông nguyên nhân là do đâu? Chúng tôi cũng vừa mới trao đổi đó. Tức là một trong những cái nguyên nhân đó là chúng ta đang trong giai đoạn hoàn thiện thể chế. Tất nhiên, vừa qua cái công tác hoàn thiện thể chế chúng ta đạt được nhiều kết quả rất là quan trọng. Nhưng mà trong thực tiễn ấy, thì một số chế độ chính sách chúng ta chưa thể chế hóa hoặc là thể chế hóa chưa kịp thời. Do vậy, đối với cán bộ công chức thì nhiều người sẽ dẫn đến tình trạng không dám làm, không dám quyết. Thế thì bây giờ hiện nay thì là trước khi có kết luận 14 ấy, thì chúng ta chưa có một cái cơ chế để bảo vệ và khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo. Nhất là đối với những cái công việc, cái nhiệm vụ mà khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực thi công vụ. Thì tôi tin rằng trong thời gian tới khi được thể chế hóa kết luận này thì cái tình trạng trên sẽ từng bước được đẩy lùi. Tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm không những làm cho công việc bị đình trệ, làm giảm hiệu quả điều hành, kinh tế xã hội phát triển chậm lại, mà nghiêm trọng hơn là làm suy giảm niềm tin của người dân doanh nghiệp. Căn bệnh sợ sai, sợ trách nhiệm cần phải có một liều thuốc đặc hiệu để chữa trị. Trong các cuộc làm việc gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này. Theo đó, phải chấm dứt tình trạng không dám làm của một bộ phận cán bộ công chức. Tôi đặc biệt lưu ý mấy cái điểm thế này là chấm dứt cái việc đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm và không dám làm, không dám tham mưu, không dám đề xuất. Và cái việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ, các ngành, giữa các cơ quan với nhau, giữa trung ương và địa phương, và dứt khoát không xử lý và trả lại cái hồ sơ nếu như không thuộc thẩm quyền của mình, rồi phản ứng chính sách để xử lý các cái vướng mắc của người dân doanh nghiệp nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa. Vừa qua đi làm việc với một số địa phương, một số bộ ngành, các ông chí phản ánh nhiều cái này. Và cần thiết thì chúng ta phải xử lý bằng các biện pháp cán bộ cho nó phù hợp. Tất nhiên bên cạnh cái xử lý những người mà làm không tốt thì phải khuyến khích, bảo vệ cái người làm tốt và động viên kịp thời. Thưa ông Đào, để mà khắc phục cái tình trạng cán bộ công chức sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh công việc thì theo ông đâu sẽ là cái giải pháp căn bản nhất ạ? Tôi cho rằng để mà chấm dứt cái tình trạng này thì có lẽ nên bàn một cách căn cơ hơn nữa. Tôi rất đồng ý với ý kiến của Thủ tướng, nhưng mà xin phép được bổ sung một ý. Đó là khi nói đến cán bộ công chức, chúng ta phải phân biệt hai nhóm. Nhóm lãnh đạo và nhóm thực hiện sự lãnh đạo. Cá nhân tôi đối mặt với rất nhiều những tình huống vì tôi đang làm hoạt động trong doanh nghiệp. Thì có những tình huống là thủ trưởng thường hỏi cấp dưới là cậu đã tin làm đúng chưa? Văn bản này xử lý đúng chưa? Nếu chưa đúng thì rà soát lại. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao thủ trưởng là không biết đúng sai mà lại hỏi câu ngược lại là như chuyên viên biết đúng hay sai? Chuyên viên sẽ trả lời một câu rất rõ là thưa sếp, là về cơ bản là đúng, mà có lẽ đúng, nhưng mà thủ trưởng quyết là do thủ trưởng chứ không phải do bọn em. Như vậy đây là bộ phận tham mưu giúp việc và bộ phận lãnh đạo. Thì tôi nghĩ nên bổ sung một cái câu chuyện và rất rõ, đó là trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu như người đứng đầu quyết liệt, nhận thức đúng thì người đứng đầu có thể là quyết định vấn đề đó, xử lý văn bản. Chứ tôi đã thấy tình trạng là cấp vụ tham mưu cho cấp thứ trưởng ngại, không biết đúng hay sai. Thì tôi hỏi một vị thứ trưởng mà không biết đúng hay sai thì có nên làm hay không, và do vậy lại gửi văn bản lên văn phòng chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo của văn phòng chính phủ. Văn phòng chính phủ là ngược lại cái đối tượng mà chúng ta đang cần phải phục vụ là doanh nghiệp và địa phương. Rồi địa phương lại quay lại hỏi ý kiến các bộ. Một câu chuyện cực kỳ vòng vo. Và do vậy tôi nghĩ ở đây là câu chuyện cần phải bổ sung ý kiến nữa, đó chính là trách nhiệm của người đứng đầu. Và tôi hoàn toàn cái gọi là hết sức thấm thía câu nói của Tổng Bí Thư: ai không làm được đứng ra ngoài một bên. Và những người mà không dám làm nên thay.
Bởi vì đã là công chức, đã là lãnh đạo thì dứt khoát anh phải chịu trách nhiệm, dám làm. Ở đây có nghĩa là anh biết đúng, mà biết đúng thì phải làm, không thể có thể né tránh được. Mà ai thì né tránh, tôi nghĩ là đây có đồng chí Ninh lãnh đạo cấp bộ đúng không ạ, cũng nên có hình thức xử phạt nghiêm minh, chứ không thể nhắc nhở hay là động viên khuyến khích. Mà có lẽ một vài lần mà không xử lý được công việc thì chứng tỏ năng lực kém. Còn anh bảo anh không tư lợi, anh không trục lợi thì năng lực phải bảo đảm chứ, có đúng không ạ? Mà năng lực không bảo đảm thì xin thưa anh đứng ra một bên để người khác làm, thì chúng ta cơ may mới tìm được một bộ phận cán bộ lãnh đạo thực sự có bản lĩnh, thực sự có trí tuệ và có đạo đức công vụ. Thì đây chính là cái căn nguyên cơ bản nhất, đấy cũng là chính là người đứng đầu. Người đứng đầu thì trong bộ máy công quyền khi mà cái đầu tàu nó kéo được thì toàn bộ cái tàu nó chạy, thì không cứ gì chúng ta là chỉ vì một ông vài ông bà ông chuyên viên để rồi chúng ta chậm trễ trong việc bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp, để xử lý những văn bản hành chính nhà nước, để không trì trệ cái nền kinh tế và sự phát triển xã hội hiện nay. Thì tôi nghĩ đấy chính là cái cơ bản, và tôi hy vọng Bộ Nội vụ với tư cách là bộ chủ quản quản lý con người có lẽ cũng nên quyết liệt về vấn đề này. Dạ. Ngoài việc là ban hành cái nghị định về khuyến khích động viên thì cũng lẽ nên sửa đổi những cái quy định chặt chẽ hơn trong luật cán bộ công chức, xử lý một cách nghiêm minh những cán bộ mà đang còn nói thật là nó làm cản trở chúng ta, cản trở sự phát triển của đất nước chúng ta. Thưa ông Ninh, ông có thể chia sẻ rõ hơn là trong cái nghị định mà Bộ Nội vụ đang xây dựng để thực hiện cái kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì có những cái điểm căn bản là gì, và trong đó thì cái trách nhiệm của người đứng đầu được quy định như thế nào trong nghị định này ạ? Vâng, phải nói là trong thời gian vừa qua thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi cũng rất là tập trung để khẩn trương xây dựng nghị định này. Thì khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã gửi lấy ý kiến một số các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, tổ chức các hội thảo, hội nghị để lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương. Sau đó chúng tôi hoàn thiện và lại tiếp tục gửi lấy ý kiến các bộ ban ngành, tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan trung ương để lấy ý kiến. Thì phải nói rằng là khi lấy ý kiến thì các cơ bản các ý kiến đều đồng thuận rất cao và đánh giá rằng đây là một nghị định rất là cần thiết. Và rất mong rằng Chính phủ sớm để ban hành để tổ chức thực hiện nghị định này. Thế ở nghị định này thì chúng tôi có quy định rất là cụ thể về đối tượng, phạm vi, về nguyên tắc, về điều kiện và cái quy trình thủ tục. Trong đó chúng tôi đặc biệt, như anh Đào cũng đã nói, tôi đặc biệt quan trọng coi trọng cái vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Đấy, đề cao vai trò trách nhiệm đứng đầu. Trong đó có mấy cái ý nổi lên là như thế này. Thứ nhất là đối với cả những cái chủ trương để mà cho thực hiện cái đổi mới sáng tạo ấy, thì nếu như mà tập thể lãnh đạo không đồng ý thì người đứng đầu vẫn có thể quyết định cho thực hiện cái đề xuất đổi mới sáng tạo cán bộ, nếu như thấy rằng nó thực sự là thiết thực, thực sự là cấp thiết và nó có thể đạt được hiệu quả, và người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp trên về cái quyết định của mình. Cái thứ hai là cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu là thể hiện đầy đủ rõ nét trong tất cả các khâu của cái việc thực hiện cái quy trình này, từ khâu cho chủ trương cho đến quá trình tổ chức thực hiện và cho đến cái việc là đánh giá cái kết quả đó. Vì bản thân khi người đứng đầu mà triển khai thực hiện này thì không hơn ai hết là người đứng đầu là người hiểu hơn ai hết là đối với cán bộ của mình về bản lĩnh thế nào, năng lực thế nào và trình độ thế nào để anh quyết định để triển khai thực hiện. Vì một trong những cái tiêu chuẩn của lãnh đạo quản lý theo quy định 89 anh Đào, đó tức là đã là người lãnh đạo quản lý, chưa nói đến người đầu nhé, thì người đứng đầu còn phải rõ nét hơn, đó là phải trọng dụng nhân tài, phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Thế vì vậy xuyên suốt trong nghị định này là chúng tôi đề cao vai trò trách nhiệm đứng đầu trong cái việc thực hiện cái chủ trương của Đảng. Dạ vâng, trong cái nghị định này thì cái cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong cái quá trình mà thực hiện, chẳng may mà có cái rủi ro liên quan đến cái vấn đề pháp lý nhưng mà người ta không tư lợi, vì không vì cái động cơ cá nhân thì sẽ được xử lý như thế nào ạ? Vậy. Phải nói là trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định ấy, về cái cơ chế để mà bảo vệ cán bộ, đó là nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm, để mà vì đây là cái cốt lõi của nghị định này. Thế thì chúng tôi có tham mưu để cho Chính phủ là trong cái việc để thực hiện cái nội dung này, thì đối với cả những cán bộ ấy mà khi đã được cấp có thẩm quyền đồng ý cho thực hiện mà trong quá trình thực hiện hoặc chưa hoàn thành hoặc hoàn thành một phần ấy, hoặc trong quá trình thực hiện mà có những gặp cái rủi ro ấy, thì có thể được miễn hoặc được giảm cái trách nhiệm hình sự về xử lý kỷ luật hoặc là hoàn trả ngân sách nhà nước. Vì trong cái miễn ấy, thì ở đây chúng tôi có đưa ra 8 trường hợp để được miễn. Đấy là cái nội dung mà bảo vệ
Ngoài ra thì chúng tôi đưa ra cái nội dung về bảo vệ chính cái cơ quan tổ chức, cái người có thẩm quyền đấy, để mà đồng ý thực hiện cái chủ trương đó khi chủ trương đó được thống nhất thông qua. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đề xuất cái việc xử lý vi phạm đối với tập thể cá nhân mà có hành vi cản trở, gây khó khăn hoặc là xúc phạm danh dự nhân phẩm của cán bộ bảo vệ, cán bộ đổi mới sáng tạo. Đấy là những cái nội dung về cơ bản về cái bảo vệ cán bộ trong dự thảo nghị định. Dạ vâng, thưa ông Đào, là tiếp tục cái câu chuyện về người đứng đầu thì tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất xin phép Bộ Chính trị để mà được thực hiện thí điểm thực hiện cái quy định 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm. Và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thì nói rằng dám làm, dám chịu trước hết phải ở cấp cao nhất, cho thấy rằng cái tinh thần của người đứng đầu thành ủy đã thể hiện rất là rõ ràng, mạnh mẽ. Và theo ông mong muốn rằng cái nghị định tới đây mà chính phủ sẽ ban hành thì sẽ quy định như thế nào về cái cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đặc biệt là người đứng đầu? Thực ra chúng ta vừa rồi có biết và nhận diện được cái hiện tượng là người đứng đầu có thể ra đi do vì cấp dưới vi phạm. Mà tôi ủng hộ và cổ suý cho ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về cái quan điểm tiếp cận vấn đề là càng cấp cao bao nhiêu, tôi hiểu ấy, thì cần phải quyết tâm bấy nhiêu, cần phải chịu trách nhiệm bấy nhiêu, chứ đừng đổ cái trách nhiệm ấy cho cấp dưới của mình. Vì bởi bản thân người đứng đầu những vị trí quan trọng ấy đã được gửi gắm, đã được Đảng gửi gắm cái niềm tin vào trí tuệ của họ, niềm tin về bản lĩnh chính trị của họ, và đặc biệt là niềm tin về sự liêm chính, về đạo đức công vụ của họ, thì không cớ gì mà không làm. Tôi nghĩ không làm đấy là những người có thể có tật giật mình, chứ còn nếu như không có khuyết tật, đúng không ạ? Và trí tuệ có thể chưa đầy đủ nhưng mà không có khuyết tật, không tư lợi thì có lẽ chả có lý do để biện minh cho việc mình không làm. Còn nếu cơ chế chưa đủ, pháp luật chưa hoàn thiện thì chúng ta hoàn thiện pháp luật. Văn bản sau có thể là phủ nhận văn bản trước. Nếu như một mục đích, cùng một mục đích nhẹ hơn cho dân và doanh nghiệp thì chúng ta thực hiện văn bản sau. Không có cơ gì chúng ta cứ bám cái cứng nhắc nhất của những văn bản đã lỗi thời, đã lạc hậu. Thì tôi cho rằng cũng rất cổ suý cái tinh thần của Tổng Bí thư, của Thủ tướng và của các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở các tỉnh ấy, thì đây là lúc mà cần làm. Chúng ta sẽ không bàn nữa về mặt lý thuyết. Và Bộ Nội vụ cũng nên cố gắng với một bộ tham mưu tốt cho chính phủ để rồi hạn chế cái gọi là hội thảo hội nghị mãi mãi vẫn là lý thuyết, và hãy làm và hãy hành động. Tôi cho rằng hành động đúng là được nhân dân tin tưởng. Để hóa giải được tư tưởng co cụm, cầu an, né tránh, sợ trách nhiệm thì một hành lang pháp lý bảo vệ cho cán bộ công chức là điều hết sức cần thiết. Thực tiễn những gì đang diễn ra là một hồi chuông cho thấy tính cấp thiết của vấn đề. Người làm việc có lợi vì lợi ích chung, có động cơ trong sáng thì cần phải được bảo vệ. Ngược lại, đùn đẩy né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám quyết với những cái công việc mà trong thẩm quyền của mình cũng cần phải được xử lý nghiêm minh. Muốn cán bộ công chức làm đúng quyền hạn trách nhiệm của mình, rồi tiếp đó là có thể năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thì trước hết phải bắt đầu từ chính những người đứng đầu.